này là đang làm món tôm chiên pattaya ở vậy. Cơm này bắt nguồn từ Thái Lan ha. Thì mình sẽ nấu trước, rồi mình chỉ nấu luôn. Thì đây rất là nhiều gia vị của người Chăm mình ha. Song Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại Đa Phước, làng Chăm ở An Phú. Địa phận này gọi là địa phận An Phú chứ không còn ở Châu Đốc nữa nha cả nhà. Thì sáng hôm nay thì Song Hỷ cũng muốn mời cả nhà đi ăn một món đặc sản ở làng Chăm. Mà món này thì nó cũng đặc trưng ở đây. Thì khi mà có những cái lễ hội thì thường có những cái món này. Thì hôm nay thì Song Hỷ mời cả nhà đi cùng với Song Hỷ nha, để coi món gì. Em chào anh. Cho em mượn menu, thường ở đây ăn sáng thì thường đặc trưng là những món gì anh ha? Dạ, ăn sáng bên em là thường có phở bò với bún bò. Phở bò, bún bò. Dạ. Ngoài ra mình có những cái món nào đặc trưng ở làng Chăm không? Đặc trưng thì có cà ri bò với cà ri dê bên em. Cà ri bò, dạ. Cà ri dê. Dạ. Hiện tại là mình đang làm món gì vậy anh? Dạ, đang làm cơm chiên với cà ri dê. Dạ, cơm chiên pattaya. Cho em tham quan được không? Dạ được. Để coi thử cái món này mình. Dạ. Cà ri dê. Ủa là khi mà mình khách kêu mình mới làm tại chỗ luôn anh? Dạ. Kêu mình mới làm. Cái đó mình luộc khoai tây xong rồi mình lấy mấy cà ri mình bỏ vô. Là mình khi mà mình nấu khoai tây cho nó mềm. Dạ. Rồi thịt dê thì như thế nào? Thịt dê mình cũng lựa sử dê mình làm sẵn đúng không? Mình làm sẵn rồi, tại thịt dê mình nấu nó lâu á. Mình nấu trước. Nhưng mà món này là đặc trưng của người Chăm của mình hả? Người Chăm của mình. Thường thì trong những cái lễ hội nào mình ăn? Giống như đám cưới này nọ là người ta đặt cà ri dê và cà ri bò. Dạ. Bây giờ em chắc là phải gọi thêm một phần, một món là cà ri dê đi. Cà ri dê hồi nãy có gọi rồi. Ok. Dạ. Cái này là em làm đồ chua để ăn cà ri dê. Cà ri dê, thường cà ri dê mình ăn với cơm hay ăn với gì anh? Ăn với cơm cũng được, bánh mì cũng được. Bánh mì cũng được đúng không? Dạ. Rồi anh làm đi. Gọi thêm một phần là cơm đi thôi. Cơm pattaya. Cơm pattaya với cơm chiên má lai cũng đẹp nữa chị. Cơm chiên má lai. Cơm pattaya với mà một cà ri dê ha. Dạ. Ở đây là người ta trồng gì vậy anh? Rồi sao vậy? Lúa. Lúa. Dạ. Giờ này có mấy chú nó đang chắc là đang làm lúa. Làm lúa, làm cỏ. Làm cỏ đó. Lúc đầu tưởng là cái khoai thì là phải làm trước chứ. Chưa. Nếu chưa mà thời trước. Gian mà mình làm thì khoảng 15 phút không anh? Cà ri dê hả? Lâu lắm tại thịt nó cứng á, mình làm khoảng tiếng đồng hồ nó mới mềm được. Wow. Nếu vậy thì lâu à? Lâu. Thì khách muốn ăn sáng đi qua đây ăn cà ri dê rồi phải đợi một tiếng. Đợi. Tại mình không, cái này em nấu sẵn rồi. Nấu bỏ vô. Giống như mình nấu cái cốt sẵn rồi, mình chỉ nấu khoai tây cho như tây xong rồi để vô. Thường thì bên đây thì mình có nhiều món ăn sáng để mà nhiều người lựa chọn không anh? Có. Giống như bò kho đồ. Bò kho. Với bò áp chảo. Bò áp chảo.
là bò với bít tết, bò rồi bít tết với trứng đúng không? Trứng. Ăn với bánh mì. Món ăn mà kêu đặc trưng của người người Chăm bên này món nào hả? Chỉ có cà ri thôi. Cà ri. Dạ. Còn cơm là đặc trưng ở đâu? Cơm là cơm Ả Rập. Ả Rập. Ừ. Mình mới đem về đem miếng tấu. À, mình nấu lại. Cơm Ả Rập về. Cơm nị thì phải là sao ha? Cái đó là phải đặt trước mới được em. Cơm nị là cơm gì anh? Cơm Ả Rập đó. Ả Rập. Cơm nị dê, cơm nị gà. Cái đó là cái nước sốt, nó có nước sốt vàng vàng chan lên hay sao ta? Không, mình nấu vô cơm luôn. Nó có mấy cái bột của bên Ả Rập đem về. Đây là cái quầy gia vị. À, gia vị của Ả Rập. Ả Rập. Mấy cái chợ này là chợ Ả Rập không? Nó nhìn giống như một cái tô cái hố mì tôm ha. À. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ thì nó là một cái gia vị. Gia vị. Rồi những cái lá cà ri. Lá cà ri với khâu này nọ. Với khâu này kia đặc trưng ở lần Chăm á là mình ăn theo cái vị nó hơi cay á. Đúng rồi. Hơi cay với đậm vị. Đậm vị. Với lại nó xài nước cốt dừa không à. Nước cốt dừa. Ừ. Cho nên nó béo. Cho những cái món cà búa này kia. Món cà búa với cà ri. Em phải bring rồi đó. Anh là họ nấu ở đây luôn hả? Thì nấu. Quán mình bán từ mấy giờ bây giờ anh ha? 7 giờ tới 9 giờ. 9 giờ tối. 9 giờ tối. 9 giờ tối. 21 giờ. Nếu mà thứ bảy chủ nhật mình bán hơi trễ xíu. Tầm 10 giờ. Tại vì thứ bảy chủ nhật là những cái ngày đó là ngày chợ quê đúng không? Chợ quê. Chợ quê Lần Chăm. Còn riêng những cái ngày bình thường á cả nhà là mình bán cà phê với bán ăn sáng. Bán cà phê ăn sáng. Ở bên khu vực này thì khu cái cảm giác như giống như mình thích cái sự nhẹ nhàng mà bình dị á, yên ngã lắm. Buổi sáng hầu như là nghe thấy tiếng mà tiếng chim với tiếng đồng lúa này kìa sồ sạc. Cái quán nằm sâu ở dưới ruộng nên nó không nghe tiếng xe nữa. Đúng rồi. Ở đây gió đồng cũng mát. Cái này là món cơm chiên pataya. Cái đó trứng để mình úp lên cơm. Cơm, cái tỏi nè. Cơm này là có gia vị rồi nè. Rồi, hay nè. Giống như cái nguyên liệu này giống như ở giống như cái cơm Yên Châu á. Cơm chiên Yên Châu đúng rồi. Tại vì nó khác là khác cái trứng mình úp lên thôi. Giống như cơm chùm mền. Cơm chùm mền. Cơm chùm mền là cũng có cái trứng úp lên. Đúng rồi. Tại vì cái khu vực này thì cũng mới hoạt động từ gần mới ở đây thôi đúng không? Mới ở đây thôi. Với lại tháng này ổng đi làm hành hương bên Ả Rập á. Cho nên chưa có về. Anh cũng đi suốt à? Đi suốt à. Anh nói tên gì vậy anh ha? À, Chị Alim. Chị Alim. À. Chị Alim. Biết anh lâu nhưng không biết tên anh. Anh là cũng là đi nước ngoài tùm lum hết chứ. Đi đủ nước hết. Đi đủ nước. Ngày mùng 5 tháng 7 này là như ổng về đó. Dạ. Thấy cách một tháng vậy lần, cách một tháng vậy lần. Ổng làm bên lãnh sứ quán Malai, Ả Rập á. Lãnh sứ quán. Từ đây tới cuối năm mình còn mấy cái Tết nữa ha. Còn cái này nữa là xong rồi. Khi nào anh? Tết này, Tết Chăm mình á. Tết Roja. Roja Hà Chị á. Là khi nào tới anh hả? 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày nữa. Bữa Chủ Nhật. Ôi nhanh vậy. Dạ. Vậy là mình có làm lễ chánh điện xong rồi là bà con qua hôm sau hay là sáng hôm sau gì là lễ đúng không? Đúng rồi. Giống như tối nay là giao thừa, ngày mai là mùng 1. Mùng thì 1. Anh thấy là cái ngày nào là vui nhất? Là ngày Tết đó. Ngày Tết mùng 1 là vui nhất. Vui nhất. Hôm bữa mình đi ăn là Tết gì à? Cái đó là Tết ha. Xá chay. Xá chay. Xá chay. Còn này là mới vô Tết chính thức. Chính thức. Tết chính thức là mình lì xì này kia cho mấy bé nhỏ đúng không? Đúng rồi. Với họ các cô bò này nọ phát cho người nghèo đồ ăn đó. Cơm bò là khi nào mình nấu? Thì bữa Tết luôn. Bữa Tết nấu nhưng mà nấu ban đêm trước nấu trước bữa sáng. Đó nấu hay là sáng ban đêm á, ban đêm mình nấu để sáng mình ăn bánh mì này nọ. Thường là nấu trong chỗ thánh điện luôn hả anh, hay chánh điện luôn hay sao? Em có đợi em nhớ là cái chỗ mà nấu cháo mấy cái nồi cháo to à, chỗ thánh đường á. Là ngay chỗ đó luôn. Dạ. Em cảm ơn anh. Cho đó là khoảng 10 giờ họ đãi gì? 10 giờ sáng, ngày mùng 1. Ngày mùng 1. Mùng 1. Là ngày thứ bảy là mình bắt đầu nấu. Nấu. Chủ nhật là tới Tết. Tới Tết. Để em biết em nắm được cái lịch đó, mình nếu mà có thời gian thì em sẽ qua bên đó em chia sẻ lễ Tết.
Lấy eo. Này là đang làm món cơm chiên pattaya hả vậy? Dạ đúng rồi. Cơm này bắt nguồn từ Thái Lan ha. Giờ phải úp lại ha. Dạ đúng rồi. Giờ đây nấu cà ri. Hôm nay là món cà ri dê. Cà ri mình sẽ nấu trước rồi mình chỉ nấu rồi mình đem qua mình nấu với phía tây nè. Cà ri rất nhiều gia vị của người cha mình ha. Dạ, đúng rồi. Nước dừa với bột cà ri nè. Thank you.
Cả nhà ơi, Song Hỷ vừa phát hiện ra đôi đũa này là bên chợ quê ở Đa Phước có ủng hộ sản phẩm của Song Hỷ bữa hổm mua, mà giờ mới phát hiện là ở đây anh chủ rất là chu đáo nha, chuẩn bị là gỗ 100 năm cho nhà hàng của mình để phục vụ ông bà cô chú nào khi đến đây á cả nhà. Đó. Ở đây khi mà qua chợ thì có xe điện đưa rước hay gì? Tại từ bên đường lớn mà qua chợ tầm khoảng chừng 100 mét hơn. Ở đây thì hôm nay sáng thì Song Hỷ cũng gọi nhẹ nhàng thôi. Một phần như thế này là cà búa còn gọi là cà ri dê. Đó, cà ri dê nha. Hồi nãy giờ thì anh cái phần mà cà ri này anh đã làm sẵn rồi cả nhà. Vì nó rất là kỳ công và phải nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ mới ra. Thì anh cũng nấu sẵn cái phần cà ri búa. Cà ri đi, mình gọi là cà ri dê đi. Thì anh chỉ cần là lấy cái phần mà khoai tây này anh nấu thôi. Khi nào mà mình ăn á thì mình mới nấu cái khoai tây lên thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà mình nấu chung với cái thịt á thì nó sẽ bị bể ra và nó nhừ. Còn riêng cái phần này á thì giống một cái loại cơm là cơm chùm mền. Nhưng mà đặc trưng ở đây là có một cái tên gì đó mà Song Hỷ quên. Cơm Pattaya của Thái Lan. Cơm Pattaya là trong này sẽ có làm tôm nè, mực nè, rồi cà rốt nè, rồi đậu que nè. Khi mà mình mở ra cái mùi rất là thơm cả nha, bay lên. Mà mình ngồi với cái không gian này á nghe, hầu như là không ngon thì nó cũng quá ngon luôn. Cả nhà thấy là vừa có cái con này là cái con cái hồ đi, rồi cái hồ cá chép. Nguyên cái này mà mình nhìn lên từ ở phía trên nhìn xuống là nguyên cái con cá chép nó nằm ở trong cái hồ cả nhà. Và Song Hỷ cũng đang ngồi trong cái hình đó. Xung quanh thì cây cối. Mà ở đây thì cả nhà thấy là những cái quầy như thế này á, mình gọi là chợ quê. Mà chợ quê thường thì chỉ có 2 ngày, tổ chức 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật thôi. Riêng là cái ngày này thì buổi sáng thì bình thường, những ngày bình thường thì sẽ bán quán ăn, hoặc là ăn sáng, hoặc là cà phê. Đó. Giờ thì mình ăn sáng. Ở đây rất là ngon nè. Song Hỷ, bây giờ Song Hỷ sẽ múc cho anh caramel miếng để mà cùng thưởng thức chung. Đó, ăn miếng cơm đi, xong mà mình sẽ đợi, trong thời gian mình đợi bánh mì mình sẽ ăn cái món này. Đây cả nhà thấy nè. Đó, cơm nè. Xào lên rất là thơm. Và anh nói là cơm này là cơm theo kiểu Thái Lan, Pattaya là Thái Lan đúng không? Thì ở đây có tôm nữa nè, trứng được đánh ra nè. Đó. Rất là ngon. Còn đây là mực. Còn cái mền là cái phần trứng mà chiên lên rồi mình ăn cùng với cái phần cơm á, nó sẽ ngon hơn. Đó, buổi sáng thì Song Hỷ làm sương sương hai món với uống ly cà phê sữa là nó lấy lại tinh thần. Hồi nãy mắc buồn ngủ cả nhà ơi, mới tỉnh. Một dĩa cơm hình như 80.000 đúng không? Dạ. Dĩa cơm này là 80.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Dĩa cơm Pattaya này ở đây thì giá có giá 80.000. Ừ. Còn có phần cà ri bao nhiêu? Phần cà ri thì 120.000 đúng không? Cà ri là 120. Mời anh caramel nha. Đây cả nhà thấy. Mình ai mà thích sự riêng tư á, thì mình chọn điểm này là một cái điểm mà mình ăn uống trải nghiệm nha. Đó, cả nhà thấy nè. Không gian đây mát quá vậy. Gió đồng. Rồi có cái hồ kế bên nữa. Quan trọng là mình thích cái sự riêng tư và nhẹ nhàng. Đó. Mời cả nhà nha. Ở đây thì có nước tương nữa nè. Nước tương này ớt thì ớt nhỏ nhỏ mà mình cắt ra. Đó, cắt nhỏ nhỏ ra. Còn bên đây thì cái chén mà đồ chua. Đồ chua anh cũng làm, anh tự làm là cà rốt. Hầu như là cũng vào mới làm thôi. Cà rốt nè, dưa leo nè. Rồi với cái phần củ hành tím. Đó, ngâm với giấm, với đường. Giờ mình sẽ ăn cơm nha. Ăn gấp miếng đồ chua vô. Bây giờ thì Song Hỷ sẽ ăn trước cái phần mọc của cơm, rồi mình sẽ ăn tiếp tục thêm cái phần mà có cái đồ chua á cả nhà. Coi thử cái cơm này nó có vừa vị hay khi mà không chấm nước chấm gì hết không. Mời cả nhà nha. Ăn rất là vừa ăn. Ngon. Em nghĩ là anh nên thử một miếng.
vì nó rất là ngon, ăn nó nóng nóng như vậy nè. Không cần cái nước chấm luôn, không cần làm gì hết. Mời cả nhà nha. Ừ. Không cần chấm, chấm nó vẫn vừa ăn và cái độ thơm của cái cơm á, gan rất là thơm. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Thích nhất là những cái quán ăn mà có cái chảo bằng gan á, khi mà mình chiên lên á có cái mùi khét khét chảo nhẹ thơm. Khi mà mình ăn á, có một số thì sẽ quan trọng về cái giá tiền, nhưng mà mình ăn được với không gian này, mình ăn được những món ăn này. Riêng xong thì thích ăn cơm, cơm rất là vừa ăn. Và khi mà gan lên á, anh nói nó là gan bằng cái chảo thôi. Chảo bằng gan luôn. Chảo bằng gan. Nên nó sẽ bộc lộ được cái mùi vị của cái cơm á, khi mà mình chiên lên cái lò đó. Nó có mùi rất là đặc biệt. Vừa ăn, không cần chấm nước tương quá. Vì thấy những cái chậu cây nè, nó đông đưa. Ừ. Vì biết là gió mát cỡ nào. Mà gió này là gió đầm. Ừ. Ngon quá. Nhưng thấy là Sông Hỷ là ăn gì không phải cũng sang, nhưng mà thật sự cơm ăn vừa ăn nhiều khẩu vị với Sông Hỷ. Ừ. Cái này là hầu như là mình được đầu bếp ưu ái hay sao ấy, cho rất là nhiều trứng ở trong này, này ăn ngon. Mà cái phần trứng mà trứng chiên xong rồi ở trong cái phần cơm á, nó vẫn có những cái trứng mà giống như là mình đập ốp la ra xong rồi mình xào nó sẽ có những cái mảng trứng nhỏ li ti như vậy nè. Mà ăn thì nó béo ngậy à. Còn mà mực hay tôm thì xong thì ăn là cảm nhận là rất là tươi. Tôm cũng bóc vỏ sẵn vô cả nhà. Chỉ chừa phần đuôi thôi. Phần đuôi cho nó đỏ đẹp chứ. Ừ. Thì mình chấm với nước tương à. Những cái nguyên liệu anh ở đây là toàn bộ là anh nhập từ nước ngoài không. Anh đi nước ngoài như một cơn gió, anh đi về hoài luôn. Anh chủ đây là rất có tâm để mà quảng bá hình ảnh của bà con của người Chăm mấy quý vị. Ừ. Anh ấp ủ nhiều dự án lắm. Anh muốn cho những du khách ở xa về biết được cái cách để mà bà con ở đây sinh hoạt như thế nào. Đúng rồi. Tương lai là nghe nói anh có xây một khu làng Chăm truyền thống. Đúng rồi. Nếu vậy thì cái dự án nghe anh nói là anh có chia sẻ là dự án của anh cũng hoành tráng. Có cắm trại rồi homestay cho mà những cái khách du lịch giống như là nước ngoài hoặc là những người ở các tỉnh khác lân cận mình cũng muốn trải nghiệm mà cái khu du lịch làng Chăm thì như thế nào á. Thấy nghe như vậy cũng hay á. Tại vì á, bây giờ ít có cái điều kiện là do là cái mình kích cầu du lịch á, thì mình sẽ gần gũi với cái những cái hình ảnh này, giống như là trước á, em nói thật với cả nhà là khi mà em đi quay á ở bên khu vực này á thì có cái gì đó rất là khó quay và khó chia sẻ. Nhưng mà khi mà dạo gần đây thì mình quay nhiều á thì ông bà cô chú sẽ biết mình nhiều hơn á, biết mình quay như thế nào, thì cũng tạo điều kiện rất là nhiều cho mình quảng bá về hơn về cái địa phương của họ và những cái phong tục ở nơi của những ông bà cô chú á. Giống như là khi mà chuẩn bị lễ Tết này hoặc là lễ Go Gia nè, hầu như cũng rất là ít ai mà được phép là được quay. Riêng Sông Hỷ là cũng nhờ các ông bà cô chú làm hỗ trợ rất là nhiều để mà mình có những cái phim hay. Quan trọng là người mà kia, những người mà đứng đầu bên đây á, mà mở lòng để cho những cái bạn quay phim vô á mới được. Thì hồi xưa á cũng qua nhưng rất là khó. Ừ. Là cũng có các dì cô, các dì, các chị cũng ngại mới quay á, cũng khó. Mà nếu mà tiếp cận được truyền thông á thì cái khu làng Chăm của mình á nó cũng sẽ kích cầu du lịch. Vì có gì đó rất là giống như ở Dubai đi, thì mọi người cứ thích đi qua bên đó để du lịch. Thì tại sao ở châu đất của mình cũng có một cái khu du lịch nho nhỏ mà không phát trương lên để mà nhiều ông bà cô chú ở các tỉnh khác hoặc là từ các nước bạn về đây để mà du lịch đó cả nhà.
Trước mắt là anh mở một cái chợ quê làng Chăm ngày thứ bảy chủ nhật, thì những bà con mà đi cúng bà cái gì thứ bảy có thể ghé ở đây để thưởng thức những món ăn mà đặc trưng của người Chăm. Mà trong này thì sẽ không được uống rượu bia nha cả nhà, người Chăm này là chỉ bán ăn uống thôi, giống như là ăn uống không rượu bia, nó không có rượu bia. Luật bên đạo hồi rất là khó vậy. Ngon quá. Không được lộ tóc ra ngoài nè, rồi không được uống rượu bia nè, rồi những cái thức ăn đó là trước khi ăn đó là phải cầu nguyện mới được ăn, mới được giết. Đây, cả nhà thấy không? Cái này anh nãy vừa sắc ra cho Song Hỷ thôi chứ cũng không có làm sẵn. Mình ăn cảm nhận là nó rất là giòn, mà nó thấm gia vị nha, nó thấm cái giấm rồi nó thấm cái phần mình đường á, chua chua ngọt ngọt, ăn nó giòn giòn, ăn nó đã đã miệng. Mời cả nhà nha. Giòn rớp rớp luôn. Nhiều khi mình ăn á, nó nghe tiếng nó thôi chứ. Dù Song Hỷ là cố gắng là không phát ra tiếng, nhưng nó vẫn nghe tiếng thôi. Nhưng mà mình ăn sao thấy thoải mái rồi Song Hỷ. Tại mình ăn đó là phải ngon, phải thoải mái. Thường là em ăn sao là em ăn, khi mà em lên clip em sẽ ăn như vậy, ăn giống thật sự ở ngoài luôn, chứ không có diễn hay là gì hết đâu. Ăn như thế nào mà cảm nhận là mình ngon miệng, ngon miệng là trên hết. Và cái ngon miệng của mình á, người đối diện với mình hoặc là những người coi trên video của Song Hỷ cũng cảm nhận được nó ngon, giống như là Song Hỷ cũng đang mô tả mình ăn ngon, cái miệng mình, gương mặt mình nó biểu hiện ra. Còn nếu mà ăn không ngon, mình cảm giác là mình ăn cứ lâu hoặc cái cảm giác nó như thế nào thì cả nhà cũng hình dung được là ăn ngon hay không ngon là do cái nét mặt của mình. Song Hỷ là đang để bánh mì để mà mình ăn cà ri dê. Nói ở rồi. Đây có cà ri dê nè, cà ri gà nè, cà ri bò. Nhưng mà đặc trưng nhất của người Chăm là phải là cà ri dê. Dê hả? Những món ăn mà gốc Ấn á, thì ăn dê nhiều. Ở đây là món mà Song Hỷ ăn là đặc trưng của người Chăm làm luôn nha, nấu luôn nha. Mình sẽ biết được cái nguồn gốc, cái nguyên liệu. Mà hầu như là những món ăn ở bên khu vực này thì người ta rất là có tâm chọn những nguyên liệu sạch, mới và đã qua cầu nguyện. Người Chăm mà đặc biệt là khi mà họ cầu nguyện rồi thì họ mới ăn. Ví dụ như một con gà, con vịt gì á mà lại nhà của họ mà giống như là chết ở đó thì họ cũng không bắt ăn luôn. Họ phải tự tay họ bắt, rồi họ cầu nguyện, rồi họ làm thịt ăn. Đúng rồi. Tại vậy họ không bao giờ mua đồ ở chợ, hoặc đồ ở chợ là phải người nào đó có cầu nguyện rồi họ mới mua. Nói chung là những người ở chợ, nhưng mà những cái con gà, con heo, không ăn heo. Con gà, con bò, thì những chỗ uy tín, những nếu như chú đó, chú là cũng là người Chăm. Giống như chú ở bên đây, chú bán bò, chú người Chăm. Thì đó giờ thì chú làm theo cái nghi thức như thế này thì ông bà cô chú ở trong khu vực đó người ta biết chú đã bán bò như thế nào, thì mỗi ngày đều đến đó ủng hộ. Nó như là vậy đó. Bữa sáng mà mình cùng bạn bè hay gia đình qua đây ăn sáng cà phê cũng lý thú mày ha, lý tưởng. Vừa ngồi ở đây rồi ngắm cảnh nè. Đó. Thích lắm. Buổi sáng nhẹ nhàng. Cái không gian ở đây có nhà lá, cái nhà mát mẻ. Đây là ly phê sữa của Song Hỷ. Sáng nay cho một buổi sáng tràn trề năng lượng. Không biết từ lúc nào mà mình nghiện cà phê sữa với cà phê đen cả nhà. Không biết là từ khi nào. Chứ từ lúc đi chung với Dũng Diễm á. Sáng nào phải có ly cà phê sữa. Còn nếu mà không là phải có một ly cà phê hoặc một ly trà để uống mà tỉnh lại. Còn không là cứ nó bần thần, nó cứ lăn lăn lăn, không biết gì sao nữa.
Em ơi, có bánh mì chưa em? Đang đi mua. Có bánh mì chưa? À. Đi đợi xíu đi, đợi xíu anh đó. Tại đợi lấy bánh mì lò cho nó nóng quá vậy. Này xong phải ăn với cơm cũng vẫn ngon. Nói là để ăn đi cho nóng, để hầm lăn bánh mì sao. Cái này là dê nè cả nhà. Mà phần dê thì ở đây thì chỉ là lấy phần nạc thôi. Cái phần giống như đùi á. Rồi ba sườn nè. Cái này là sườn nè, sườn cây á. Nó rất là mềm nha. Sườn cây. Nhưng mà anh rất thích ăn cà ri của bên người Chăm. Đây là ba sườn cả nhà. Ba sườn là những cái phần mà đặc trưng ở con dê và giá nó cũng cao cấp. Đó. Còn này là khoai tây thì anh mới làm xong để mà đem lên. Cả nhà thấy là khi mà cái phần mà cà ri này á, mình gọi là cà ri dê đi, thì nó sẽ có cái phần mà không phải là nó không có giống như của mình nha, mà nó sẽ có phần mà nước sốt này cận như vậy là nước cốt dừa nè. Nó của mình là nó sẽ là lỏng hơn, còn riêng ở đây là nó sẽ có phần mà giống như là nước dừa bồng con vậy. Nước cốt dừa và các gia vị của người Chăm mới vậy. Rất là thơm. Xong hãy nghĩ là thường thì trong này thì những người mà bên đây thì sẽ ăn cái vị nó cay hơn và gia vị nhiều hơn. Bánh mì nè, bánh mì mua bằng xe điện. Anh đi mua xe, anh đi mua bánh mì. Xong thì sẽ xử cái phần ba sườn đó, phần ba sườn nha. Giờ mình sẽ múc cái phần nước lẩu ra, cái nước cà ri ra xíu nữa là anh đó đem bánh mì ra là vừa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, em cảm ơn. Ok. Rồi, bánh mì nóng luôn. Mới ra lò luôn cái bánh mì mới, nó mới ra lò luôn, còn nóng hổi mặt dần gần. Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn của gì ơi. Cả nhà biết nó giòn, nó mới hay nó cũ rồi nghe đâu giòn nha. Vì trước hết là mình phải ăn cái nước sốt này thèm dữ lắm rồi. Cay không nữa, mời cả nhà nha. Béo ngậy, thơm. Cái mùi cà ri nó rất là mạnh luôn cả nhà. Mùi cà ri rất là mạnh, ăn rất là béo, béo ngày luôn á, béo còn nhiều hơn rất nhiều lần so với cà ri của mình luôn á. Thịt mềm đi ha. Mềm. Thì anh thấy giờ mới gấp vô là cái xương đó nó đã rời rồi, biết nó mềm thế nào. Cái này mình phải ăn mềm chứ mà dai quá ăn không nổi đâu. Anh nãy anh nói đúng. Mình nấu phải hai cỡ khoảng một tiếng mình mới ăn được, nó mới thấm gia vị. Được chua. Có muối cho mình nữa nè, mình ăn với cà ri rồi. Cà ri đó nặng chanh vô ăn chấm mới ngon rồi. Mình thì trong Hỷ thường thì tìm những cái món ăn lạ hoặc là đặc trưng vùng miền, thì những quán ăn mà mới mẻ hay là ngon để giới thiệu với tất cả bà con trên kênh Trong Hỷ Vlog. Mấy anh trong này với rất là nhiệt tình luôn cả nhà, rất là dễ thương. Cái mùi dê nó cái mùi nó lúc nào đặc trưng hơn cái mùi bò hết. Một con dê mà.
cay quá, hơi cay á. Cái này là phần ba sườn rồi đó nha. Một tô hình như cũng được 3-4 cục, 3-4 phần thịt như thế này. Xong Hỷ sẽ bẻ nhỏ ra cho nó dễ ăn. Mềm á. Hồi nãy mình không biết là khi mà anh nấu cái phần mà khoai tây thì không biết là nó mềm chưa. Để thử nha. Mềm rồi. Để em lấy miếng đi. Hôm nay không biết là đi ăn cà ri mặc áo trắng. Cái mùi hạt cà ri nè, cái mùi hạt cà ri, rồi lá cà ri, rồi quế khâu, rồi thêm cái gia vị gì ăn nó rất là tê cái đầu lưỡi mình đó. Trong này cái lá cà ri vẫn còn nữa nha. Ở đây là xài lá cà ri tươi. Nó thơm hơn không? Thơm hơn. Nó thơm hơn cái hạt. Còn thêm bột cà ri nữa. Cái này nếu mà ai mà thích ăn cay á thì nó là gịch. Món này là món đặc trưng nha cả nhà. Món này là hầu như là khi mà về đây mà lễ hội là sẽ có, hoặc là Tết nữa. Thường là có, đám cưới là có món này đặc trưng. Cà ri, cà búa. Quý ông bà cô bác nào ở xa hoặc là ở Châu Đốc mà muốn ăn những cái món ăn buổi sáng như này thì sẽ ghé làng Chăm Đa Phước. Khi mình qua Đa Phước mình hỏi làng Chăm thì sẽ có bà con chỉ mình đi. Tại này khu vực này nó nằm dưới ruộng chứ không phải nằm trên mặt tiền. Cái này gọi là chợ quê Đa Phước. Và phía sau lưng của thánh đường ở Đa Phước luôn. Cái này mình đi vô cái đường mình đi xuống có xe hơi chạy được. Cái này mình muốn liên hệ đặt trước là điện số nào em ha? Là điện số của bên trong menu của em. Cho anh mượn menu đi, để cái gì khách muốn ăn thì sẽ đặt trước. Tại vì món cơm nỉ cũng rất ngon ở trong Mỹ. Cơm nỉ? Cơm nỉ cà ri, cà ri dê cơm nỉ là rất là ngon. Ngày xưa ở Châu Đốc có một quán Villa có bán cà ri cơm nỉ. Villa. Nhưng cô chú đó cũng gốc người Chăm luôn. Lúc đó anh nhớ một phần cơm là 40.000. 40.000 rồi đó là mắc lắm á, chứ không nhiều đâu. Tại vì một dĩa cơm nó có 5.000. Dạ, gọi số này vậy luôn. Rồi. Khi nào quý vị muốn đặt trước sẽ điện số điện thoại là... Rồi, thấy không? Nếu xong hãy đọc cho. Không... Xong rồi, không mấy em. Số điện thoại đây là 079 809 7991. Địa chỉ là ấp Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, An Giang. Chợ quê làng Chăm nha cả nhà. Khi mà cả nhà bấm chợ quê làng Chăm là sẽ hiển thị ra cái địa chỉ ở đây thì mình đến. Còn buổi sáng thì mình được thưởng thức những cái món ăn này, ăn sáng uống cà phê. Còn nếu mà cả nhà muốn đi mà chợ quê ở làng Chăm thì phải đi thứ bảy chủ nhật. Thì hai ngày đó thì sẽ tập trung rất là đông, vì trẻ em nè, rồi người lớn nè, vì cuối tuần á, dành thời gian cuối tuần để mà mình đi vào trong này để mình ăn uống trải nghiệm, rồi có khi mà bơi những cái xuồng như thế này nè, bơi vòng vòng
cũng thú vị. Rồi ai mà muốn đá banh thì ở ngoài đó cũng có săn đá banh đó đó. Mình đi ra ngoài đó mình đá banh. Còn ai mà muốn đi hâm ruộng, hâm này kia thì ra phía sau này có ruộng để mình đi vòng vòng. Còn muốn ở trong này thì trong này sẽ có tập trung nhiều món ăn, ví dụ như là những cái món cái bánh Sông Hỷ ăn bữa hổng giống như cái bánh pizza mình chan lên ngon lắm. Có tung lò mò nữa. Hao chóc cũng có. Rồi những cái quán gần gần đây. Nghĩa là những món ăn đặc trưng của người Chăm sẽ có đầy đủ ở chợ quê làng Chăm, Đa Phước. Đúng rồi. Ông bà cô chú nào mà có đi Châu Đốc á, thì nếu mà được cái ngày thứ bảy chủ nhật thì ghé đây để ủng hộ, thì thời gian hình như là hoạt động là khoảng nếu mà đi nha là mát mát thì chiều đi 15 giờ là như là 3 giờ chiều đi là mình bắt đầu mình đi chơi, mình đi tới 7-8 giờ là mình về là được rồi. Trong đó là ăn uống này kia, nước uống mà không có uống bia nha cả nhà, uống nước ngọt thôi, hoặc là nước ép, hoặc là trà này kia thôi chứ không uống nước bia. Còn ngày hôm nay thì Sung Hỷ cũng đến đây chia sẻ đến bà cô chú những cái món ăn. Thì trong này cũng có nhiều quán ăn, nhiều món ăn lắm cả nhà. Có mì, có menu, có mì, có combo bò này kia các kiểu nữa nè. Mà nhưng mà Sông Hỷ thì muốn ăn đặc trưng ở Lạng Chăm thì Sông Hỷ ăn có những món mới, mì spaghetti nữa nè, nui nè, bò né nè. Thì ở bên đây thì cơm dừa Malaysia, cơm chiên Bét Rin, cơm chiên Balakan gì nè, tầm lum canh đó chứ. Nói chung thì mình cũng qua đây mình cứ thấy món nào đặc trưng ở Làng Chăm là mình gọi ra đi. Còn món đồng quê, cái đồ ăn cơm trưa cũng có nữa nè, món mắm cũng có nữa nè. Cái món mắm này lạ cái ha. Món Epa Vinh gì đó, món gì ta. Tại vì ở trong này là nhiều khi là những cái món có cái tên riêng ở bên khu vực này mình không biết. Còn giống như cái món này mình gọi là canh chua nè. Còn đây là gọi là order now, là hãy đặt trước từ bây giờ, là mình order, mình khi mà mình đến nơi á mình phải đặt trước rồi chuẩn bị rồi mình mới có ăn nha. Còn không thôi mình phải qua mình ngồi đợi xíu nữa. Ở đây toàn bộ là những món mình muốn ăn tươi sống, vì ở đây là cái nhà thấy cái khu vực này là cũng gần chợ luôn, nên là anh chủ quán rất là tâm ý, là tâm lý anh đi mua đồ sống ở chợ thì nhiều khi nó cũng tươi hơn nữa. Rồi kế bên là chợ Chăm, chợ Lần Chăm thì kế bên nè. Đó, giờ ông bà cô chú cứ nếu mà cảm nhận thì thấy mà yêu thích cái không gian mà Sông Hỷ đang ăn những món ăn này thì đến đây để mà trải nghiệm một lần. Đừng có quá đặt tâm về giá cả, thì mình cứ thưởng thức trước với cái không gian như thế này thì nó có đáng để mà mình trải nghiệm hay không. Riêng Sông Hỷ là đáng nha. Vì mình thích cái không gian này, mình thích cái ăn món ăn này mà nó cũng vừa miệng và nó thơm nữa. Còn bây giờ thì Sông Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nhớ là ủng hộ Sông Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Còn riêng mà những cái sản phẩm của Sông Hỷ bán thì ông bà cô chú nào có nhu cầu ủng hộ sản phẩm của Sông Hỷ thì nhớ là ủng hộ Sông Hỷ nha. Còn không có nhu cầu thì ủng hộ video của Sông Hỷ là được rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Sông Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Sông Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Sông Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100%. Và xứ sở của quê hương của Sông Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Sông Hỷ nè. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Sông Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Sông Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú, đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 đôi, có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài là những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Sông Hỷ có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000. Mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao Bà TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Sông Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344 226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Sông Hỷ Vlog.
cả nhà có thể ủng hộ cho Sông Hỷ nha.